Trước khi bắt đầu học thì các bạn hãy lấy tập và viết, sau đó ngồi vào bàn học thật là chỉnh tề và bắt đầu học nha, chứ các bạn không có nằm hay là ngồi coi là không có được đâu. Đó, mình bắt đầu nha. Thì tiếng Hàn nếu mà mình so với tiếng Việt hay là tiếng Anh á, thì các bạn cũng nhìn là các bạn cũng thấy rồi, nó không phải, không có thuộc cái loại chữ Latin như tiếng Anh hay là tiếng Việt của mình. Đó cho nên là tiếng Trung hay tiếng Nhật cũng vậy, khi mà các bạn nhìn vào thì các bạn có thể cảm thấy là nó khó, bởi vì nó toàn là ô vuông, ô tròn tròn hay là gạch gạch gạch, mình nhìn vô mình đâu có biết chữ gì đâu. Ví dụ tiếng Anh mình nhìn vô mình biết à, chữ là chữ hờ, chắc là đọc chữ giống giống chữ hờ của tiếng Việt mình. Còn tiếng Hàn nhìn vô không biết gì hết. Tuy nhiên các bạn đừng có nản chí nha, tại vì tiếng Hàn thực sự nếu mà so với tiếng Trung và tiếng Nhật á, thì nó dễ hơn rất là nhiều. Đó cho nên là hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn bảng chữ cái tiếng Hàn. Dễ lắm. Các bạn chỉ cần thuộc được nguyên âm nè, phụ âm nè, và bên cạnh đó là một số quy tắc phát âm. Đó, chỉ cần nhớ chừng nấy thôi, kiến thức thôi là các bạn bất cứ chữ nào, chữ tiếng Hàn, chữ nào các bạn cũng đọc được. Tiếng Hàn á, nó cũng giống như tiếng Anh với lại tiếng Việt, đó là nó sẽ cũng có nguyên âm và phụ âm. Thì đối với tiếng Hàn á, thì tiếng Hàn sẽ có tổng cộng là 21 nguyên âm và 19 phụ âm. Các bạn nhớ những con số này nha. Đó, là 21 nguyên âm và 19 phụ âm. Cái cấu tạo của cái chữ tiếng Hàn á, nó sẽ gói gọn trong một cái hình vuông. Đó, cho nên các bạn để ý khi mà các bạn viết á, thì các bạn cũng biết làm sao cho tất cả cái chữ nó nằm, cái chữ á, nó sẽ nằm gọn trong cái hình vuông, thì cái chữ mình nhìn sẽ đẹp và tự nhiên hơn. Trong cái hình vuông đó, đó nó sẽ cấu tạo như thế nào? Thì nó sẽ gồm 3 phần. Đó, đó là thứ nhất là phía bên trái sẽ là phần phụ âm, là cái vị trí của đứng của phụ âm. Đó, tiếp theo kế bên cái phụ âm đó sẽ là bên phải, đúng không? Thì bên phải cái phụ âm đó sẽ là vị trí của nguyên âm, và nguyên âm lúc nào nó cũng sẽ đứng ở đó hết. Đó, còn một cái vị trí thứ ba đó là phụ âm cuối, hay còn người ta hay gọi bằng tiếng Hàn đó là pachim á. Đó, thì là vị trí của pachim. Sẽ có những từ nó có phụ âm, nhưng mà có những từ là nó chỉ có một mình nguyên âm thôi. Đó, thì tùy từng từ nha, có thể là có từ nó không có phụ âm dưới nữa, nhưng mà không sao, đó thì mình học thì mình biết thôi. Đó, thì quy tắc viết chữ như thế nào? Là khi các bạn viết chữ thì các bạn nên nhớ là viết đó, theo quy tắc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Đó, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Thứ nhất là chữ A. 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 Đó, thì cái chữ này khi mà các bạn nghe thì các bạn có thể thấy là có vẻ là nó giống chữ A. Nó giống chữ A của tiếng Việt mình, đúng không? Thì nói chung là nó cũng có cái giống đấy, cũng giống giống, nhưng mà thực ra không giống hoàn toàn 100% đâu nha. Các bạn mà đọc chữ A của tiếng Hàn giống như chữ A của Việt Nam là nghe nó rất là không tự nhiên. Đó, thì thực ra mình thấy có rất là nhiều bạn đọc, khi đọc không có cái khẩu hình miệng nó không có đúng ấy. Ví dụ như chữ A này nè, các bạn mà đọc chữ A, ví dụ A này là A của Việt Nam rồi, còn chữ A của tiếng Hàn là các bạn phải mở ra, mở cái miệng ra chút xíu. À, à, đó, như vậy đó. Thì giờ khi mình đọc vậy thì mình thêm dấu huyền vô nữa nha, mình đọc nghe cho nó giống tiếng Hàn. Thì đọc chữ A sẽ là cái khẩu hình miệng nè, cái âm của chữ A khi mà mình phát ra, cái khẩu hình miệng sẽ là à, à, đó, à, đó. Các bạn nhớ là mở rộng miệng ra tí xíu nha. Tiếp theo, từ cái chữ A đó, mình chỉ cần thêm một gạch ngang. Đó, thêm một gạch ngang thôi, thì nó sẽ thành chữ Dà. Dà. Đó, tức là chữ A thêm một dấu gạch ngang thì sẽ thành Dà. Dà. Đó, thì cái khẩu hình miệng mình vẫn giữ nguyên như chữ A nha, đó là Dà. Đó, thì nghe giống người Hàn đúng không? Tiếp theo là nguyên âm O. 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 Đó, các bạn thấy cái chữ
O này nó có giống chữ tiếng Việt của mình không? Giống chữ O của mình không? Giống đúng không? Thì thật ra nó cũng giống đó, nhưng mà nó, tại vì nó không giống hoàn toàn 100%, cho nên để các bạn khỏi bị lẫn với chữ O của Việt Nam mình. Tại vì chữ O của Việt Nam mình khi mà O ra thì nó rất là đơn giản, chỉ cần O vậy là ra chữ O của mình rồi. Còn chữ O của tiếng Hàn thì nói chung là tại vì nó khác của mình chút xíu đó, cho nên để mà mình khỏi bị lẫn với tiếng Việt thì mình sẽ như thế này. Mình tập khi mà chữ O ra thì mình dùng cái cơ miệng mình nhấn vô chút xíu. O, 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 O. Đó, thì khi mà nhấn vào chút xíu vậy thì nó sẽ cái âm mình phát ra nó sẽ chuẩn, nó sẽ giống với tiếng Hàn hơn và nó ít bị lẫn với tiếng Việt của mình hơn. Đó, cho nên các bạn chú ý điều này nha. Thật ra thì nhiều khi người Hàn người ta đọc chữ O người ta không có cần phải kiểu nhấn vô như mình đâu. Nhưng mà tại vì người ta là người Hàn cho nên trong máu người ta là in sâu tiếng Hàn từ hồi mà sinh ra cho tới tận bây giờ rồi, cho nên rất là lâu rồi. Đó, cho nên giống như người Việt của mình cũng vậy. Mỗi người là nhiều khi đâu phải cái khẩu hình miệng ai cũng giống ai đâu. Đó thì tuy khẩu hình miệng khác nhau nhưng mà cái âm phát ra, cái âm mà người ta nói ra thì vẫn là tiếng Việt, vẫn chuẩn của tiếng Việt, vẫn rất tự nhiên. Đó thì tại vì mình là người bản xứ mà, cái tiếng mẹ đẻ của mình nó ăn sâu vào trong người mình rồi đó, cho nên dù cái khẩu hình miệng mình có khác nhau đi chăng nữa thì cái âm phát ra nó vẫn chuẩn, nó vẫn tự nhiên. Đó, còn mình là người Việt, mình là người nước ngoài, mình đi học tiếng nước ngoài, mình đi học người nước ngoài, mình đi học tiếng Hàn. Đó, cho nên khi mà mình đọc tiếng Hàn lên thì nó rất dễ bị lẫn, bị liệu, bị ảnh hưởng của tiếng Việt đó, cho nên cái âm tiếng Hàn mình phát ra nó sẽ không có chuẩn lắm đó, nó sẽ bị liệu với tiếng Việt đó, cho nên khi mà mình các bạn tập tiếng Hàn các bạn ráng tập như thế này nha, để cái âm phát ra mình nó được tự nhiên, nó giống với tiếng Hàn hơn. Còn sau này khi mà các bạn giỏi tiếng Hàn rồi á thì các bạn sẽ biết, sẽ có khả năng điều khiển được phát âm hay là cái ngữ điệu hay là cái khẩu hình miệng của mình. Đó thì các bạn có thể tự điều khiển được, tự điều chỉnh được hết đó. Cho nên lúc đầu thì các bạn vẫn phải cần học theo một cái, ví dụ như phát âm thì phải cần theo một cái khẩu hình miệng, một cái tiêu chuẩn chuẩn nhất để mà mình tập, mình cố định, mình hình thành cho mình cái phản xạ, cái phát âm nó chuẩn nhất cái đã. Còn sau này khi mà các bạn giỏi rồi á thì các bạn tự điều khiển được cái tiếng Hàn của mình đó. Các bạn lúc đó thì các bạn có thể tự điều chỉnh làm sao cho cái khẩu hình miệng của mình nè, đó, cái ngữ điệu của mình sau khi cho khi mình nói ra thì nó tự nhiên nhất và nó thoải mái nhất. Tương tự với những cái âm hồi nãy thì chữ O này cũng vậy, chữ O, O. Khi mà mình thêm một dấu gạch ngang vào thì mình sẽ được chữ, đúng rồi, đó là chữ giò, 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 giò. Tiếp theo sẽ là âm u, 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 oil, u, u. Mình đã có sẵn cái tiếng Việt của mình ở trong máu rồi, cho nên mình mà đọc chữ o, mình cảm thấy nếu mà các bạn đọc chữ o nó hời hợt thì nó sẽ bị liệu với tiếng Việt và nó sẽ cho ra cái âm nó không có chuẩn lắm đó. Cho nên là lúc mà giờ các bạn luyện tập bảng chữ cái đi thì các bạn hãy cố gắng đọc chữ O giống mình nha, căng cái cơ cho nó thẳng đây. U, u. Thì thật sự khi các bạn mà đọc được theo đúng cái khẩu hình miệng này rồi thì cái âm của bạn phát ra nó sẽ đúng, nó giống người Hàn chứ không phải là chữ O của tiếng Việt mình nữa. Đó thì mình cũng sẽ không bị lẫn với tiếng Việt của mình. Mình mới học mà, mình nghĩ là nếu các bạn tập cái khẩu hình miệng cho nó ngay từ đầu thì sau này cái âm phát ra nó, cái cơ miệng của mình dần dần nó sẽ hình thành một cái phản xạ, khi mà bạn nói tiếng Hàn thì nó sẽ theo cái khẩu hình đó chứ nó không có liệu với tiếng Việt nữa. Cho nên các bạn cố gắng đọc nha, nó hơi mỏi miệng, mình cũng mỏi lắm rồi đây, nhưng mà không sao, sau này mình có cái mình nói chung sau này sẽ giỏi. Và chữ O thêm một dấu gạch vào song song với cái dấu gạch hiện đang có thì giống như hai âm hồi nãy, sẽ thể đọc thành là dù, 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 ô, giờ, u, dù,
đó, kiểu mình thêm chữ giờ, kiểu mình thêm chữ giờ của tiếng Việt mình vô, nhưng mà phải đọc theo cái âm ô của tiếng Hàn chứ không phải là âm ô của tiếng Việt nha. Đó, các bạn cứ thêm chữ giờ với chữ u của tiếng Hàn vô là sẽ thành dù. Ừ. Dù. Cái từ này mình nghĩ chắc nhiều bạn đâu không được đâu, tại vì ngại, tại vì cái chữ này thật ra nó đúng nghĩa là chu mở luôn các bạn. Cái thật ra chu theo kiểu mà chụp hình chu mở, bạn chụp hình chu mở vậy nè. Hồi xưa hay mình hay chu mở cái gì thì các bạn chỉ cần chu mở giống vậy là sẽ ra được cái chữ u nha. Đọc theo mình nha. U. 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 Đó. Các bạn đừng có ngại nha, tại vì phải không ngại thì mới giỏi được. Phải. U. 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 Đó. Tiếp theo, chữ U cũng giống như mấy chữ hồi nãy, mình thêm một dấu gạch song song thì sẽ là, đúng rồi, chữ giờ thêm với chữ U hồi nãy nha, là dù. 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 Dù hắc. Dù xin. Dù. Ba dù. Ba dù. Ba dù. Tiếp theo thì mình chú ý với các bạn đó là mình sẽ hai hai cái nguyên âm tiếp theo nó là hai cái âm mà kể cả người Hàn cũng rất là dễ bị hay bị nhầm lẫn với hai cái từ này. Tại vì sao? Đó là tại vì phát âm của hai từ này nó y chang nhau. Trong có thể á, sẽ có một số bạn học Trong sách, ví dụ trong sách đi, trong sách sẽ có, nó sẽ ghi một một chữ là chữ e và một chữ là chữ e, nhưng mà trong thực tế, trong người Hàn, kể cả người Hàn, người ta đọc chữ e hay là chữ e này á thì đều đọc ra một âm, đó là e. E là vừa có e mà vừa có e, nó là giữa trung gian giữa hai cái âm đó chứ nó không có rạch ròi ra. Tại vì thiệt sự là giờ mình mà nói chữ e với người người Hàn Quốc đó, thì người ta cũng chỉ sẽ nghe, sẽ suy ra luận ra được à, đó là cái âm e thôi, chứ mình có đọc e hay đọc e thì người ta khi mà người ta nghe ra cũng sẽ nghe ra chỉ mỗi cái âm là e này thôi đó. Cho nên là người Hàn mà khi học tiếng Việt là cũng cũng hơi khó cái phần này, tại vì chữ e với chữ e tiếng Việt mình phải phân biệt cái hai từ nữa đó. Nhưng mà trong tiếng Hàn thì nó đọc giống nhau hết, đó là e. E tức là các bạn hãy đọc như thế này, đó là chữ E của Việt Nam mình đúng không? Tuy là chữ E của Việt Nam mình nhưng mà cái khẩu hình miệng của bạn kéo ra ngang chút xíu là E đó, thì nó sẽ là chữ E trong tiếng Hàn. Giống như những cái âm trước, đó là mình thêm một dấu gạch vào song song với cái dấu gạch ngang có sẵn thì nó sẽ được cái âm là Yeah, đúng rồi. Yeah. 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 Thì bốn cái âm vừa rồi mình đọc á, thì đó là có hai cặp âm nó giống nhau khi phát âm, nó phát âm giống nhau đó, cho nên các bạn ghi nhớ phần này nha. Và cuối cùng đó là âm ừ ừ ừ đó, các bạn thấy âm này giống cũng giống giống chữ ư trong tiếng Việt mình đúng không? Đó thì đúng rồi, nó cũng có cái giống đấy, nhưng mà thật ra chữ ư trong tiếng Việt của mình thì nó chỉ là ngắn thôi. Ví dụ ư, chữ ư tiếng Việt mình là ư, đâu có kéo mở ra, đâu có kéo cái miệng ra hay là gì đâu. Nhưng mà chữ ư trong tiếng Hàn á là cái khẩu hình miệng của bạn phải kéo ngang ra, ư, chứ ư. Các bạn mà ư như tiếng Việt là nó ngắn vậy là không có đúng đâu, các bạn phải tập nha. ừ. Cái chữ này và cái chữ tiếp theo là chữ y á thì nó không có thêm được dấu gạch như mấy cái chữ lần trước nha. Đó thì là chữ ừ. Tiếp theo là nguyên âm y y y y đó, thì các bạn thấy chữ y này nó giống giống của tiếng Việt của mình đúng không? Đó thì tuy nhiên nó vẫn có khác chút xíu là đối với âm y của tiếng Hàn á, thì cái thứ nhất là cái lưỡi các bạn chạm vào cái răng nha, chạm vào mặt sau của cái hàm răng dưới á, đó, và khi các bạn đọc chữ y á thì cái cơ môi này nè, cơ miệng này các bạn cũng kéo ra nghe một chút xíu. Y đó. Y y y y.
mình có học âm U và âm A đúng không? Đó, thì các bạn thử đọc chữ U với chữ A đọc nhanh thì sẽ là thành chữ gì? Wow. Có phải là wa không? Đó, thì cái trong tiếng Hàn sẽ có cái nguyên âm kép đó là wa. Wa. Đó, thì cái này là âm nguyên âm kép wa. Thì các bạn cũng lưu ý khi mà mình đọc chữ wa thì à, thì cái mình tại vì có âm a mà đúng không? Đó, âm u và âm a thì lúc mà bắt đầu là phải là lúc mà mình bắt đầu thì cái mỏ của mình phải ô cái đây nè, đó rồi wa. Đó, thì khi mà a ra một cái thì cái khẩu hình miệng của mình cũng phải là thành khẩu hình miệng của chữ a đúng không? Từ ô ra a mà. Cho nên chữ wa này sẽ đọc là wa. Đó, khi ra là nhớ khẩu hình miệng chữ a cho nó đúng nha. Wa. Đó, ok. Dễ mà đúng không? Tiếp theo là chữ quỳ. Quỳ. Đó, các bạn đoán đi, chữ quỳ này ghép từ cái âm nào? Ừ. Đúng rồi. Đó là âm u i. Quỳ. Quỳ. Giống tiếng Việt đúng không? Tiếng Việt mình chữ u với chữ i, ví dụ chữ i dài á là cũng u i quỳ. Ừ, thiệt sự nó giống, thiệt sự giống lại chữ. Ừ, giống ghê. Đó, thì chữ quy này là ghép từ chữ u với chữ y. Đó, cho nên sẽ đọc là quy. 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 Tiếp theo nè. Tiếp theo, lưu ý nha. Có ba cái âm mà viết thì khác nhưng mà cái âm nó phát ra giống nhau. Đó là chữ về. Chữ quê này là trong cái trong phim các bạn hay coi thì người ta hay nói là quế 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 đó, thì cái chữ quê là chữ cái chữ tại sao á, là cái chữ quê này đây, thì đó quế quê đó, thì cái này là chữ quê. Và giống với cái chữ quê này sẽ có hai chữ tuy là viết hơi khác nhưng mà nó phát ra vẫn là quê đó, đó là hai chữ này về về đó. Thì các bạn nhớ nha, thì nói chung là bây giờ nhiều khi các bạn thấy có thể là hơi phức tạp hết, tại vì trời ơi sao mà viết chữ này viết này mà sao đọc giống nhau rồi qua mốt sao mà phân biệt được. Thì nói chung là không sao đâu, hồi xưa mình học mình cũng sợ vậy đó, nhưng mà sau này học thì mình học bài bản mà mình học từ từ vựng, thì ví dụ từ này cái mặt chữ nó viết là như thế này thì mình nhớ là sau này không có sai đâu, cho nên các bạn yên tâm nha. Đó, thì nhớ cho mình ba từ này nha. Về, vế, về, về, về. Tiếp theo là nguyên âm kép ghép giữa âm u và âm o. U, o. Đó, thì các bạn đoán xem chữ u và chữ o khi mà mình ghép lại mình đọc với nhau thì nó sẽ đọc như thế nào? Các bạn thử đọc nhanh chữ u và chữ o đi. U, o, wo. Đó, có phải thành chữ wo, có phải thành chữ wo không? Đó, các bạn nên nhớ là ở cái âm này các bạn cũng phải giữ cái đúng cái nguyên tắc đó là từ chữ u, từ khẩu hình miệng của chữ u. Nói chung không có rõ như hồi nãy mà là tại vì mình đọc nhanh mà, cho nên mình lướt từ chữ u sang chữ o, đó thành đọc thành chữ wo. Đó, chữ wo. 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 Tiếp theo âm ui. 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 Các bạn nghe bạn biết đúng không? Đó là từ chữ ghép từ chữ ư với chữ y á mấy bạn. Đọc là ui. Ui. Trời ơi giống tiếng Việt của mình quá. Trời ơi chữ ư với chữ y ra thành chữ ui, y chang tiếng Việt của mình luôn. Đó, cho nên là có trong tiếng Hàn có nhiều cái cũng giống giống của tiếng Việt mình, cho nên mình cũng có lợi trong việc học tiếng Hàn đó, như cái chữ này. Thì nhưng mà thật ra chữ này nha, các bạn lưu ý là nếu mà tại vì sau này mình học một từ là nó sẽ có khoảng 2-3 chữ gì đó, thì nếu mà cái chữ ươi này nó đứng ở vị trí đầu tiên trong cái từ đó thì mới mình mới đọc là ươi ươi.
Còn nếu mà nó đứng ở các vị trí còn lại mà không đứng đầu thì mình sẽ phải đọc cái chữ ươi này thành chữ y. Đó, thành âm y nha. Đó, cho nên là các bạn lưu ý điều này. Thì nói chung sao mình cứ nhớ là mình đọc đúng thôi. Hồi nãy mình có nói cái cấu tạo của cái chữ tiếng Hàn nó có 3 phần đúng không? Đó là phụ âm nè, phụ âm đầu, nguyên âm và phụ âm cuối. Thì khi á, mà trong cái chữ đó nó có xuất hiện phụ âm đầu đó, thì cái nguyên âm ở đằng sau nó sẽ viết như hồi nãy mình học. Đó là gạch gạch vậy. Tuy nhiên các bạn, khi mà các bạn nhìn thấy chữ, các bạn hay thấy cái chữ tròn tròn đúng không? Hay có thấy hình tròn này, thì cái hình tròn nó khi nào nó xuất hiện? Đó là khi mà cái chỗ vị trí mà phụ âm đầu á, nó cái từ, tại vì có nhiều từ sẽ không có phụ âm đầu mà chỉ có nguyên âm thôi, hoặc là có nguyên âm và phụ âm cuối thôi. Đó thì những cái từ đó sẽ mình, tại vì tự nhiên cái nếu nó không có phụ âm đầu thì nó sẽ bị lõm chỗ đó đúng không? Mà tự mình để lõm như vậy thì không có được, mà mình sẽ ghi vào cái phần đó là chữ o. Nói chung cái chữ đó nó có vậy thôi chứ nó câm, nó không có âm gì hết đó. Thì nói chung ghi vào vậy chắc là để cho đẹp, nhìn cho nó đầy đủ đó. Cho nên là những cái từ mà không có phụ âm đầu á thì mình sẽ ghi nguyên âm có chữ o như vậy nè. Đó, và ghi những cái phần còn lại như nãy mình học nha. Còn nếu mà nó có phụ âm đầu á thì đó, cái vị trí phụ âm đầu là để ghi cái phụ âm đầu rồi, thì mình đâu có ghi thêm chữ o vô được đâu. Cho nên mình bỏ cái chữ tròn tròn đó đi. Đó, mình chỉ ghi những cái nét hồi như nãy mình học thôi. Đó. Thì các bạn lưu ý điều này nha. Thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong 21 nguyên âm của bảng chữ cái tiếng Hàn. Các bạn thấy dễ không ạ? Chứ mình thì mình thấy khá tương đối là dễ nhớ. Đó, và cho nên các bạn cố gắng học thuộc mặt chữ nha. Mình sẽ đến kèm cho các bạn một cái hình, một cái bảng từ vựng đi, để các bạn, bảng từ vựng mà từ vựng này cũng thường dùng trong hàng ngày và chỉ có những cái nguyên âm kết hợp lẫn nhau thôi, rất là đơn giản. Các bạn có thể nhìn vào cái bảng này để các bạn đọc và luyện nhớ mặt chữ nha. Cố lên.